Thưa quý vị và các bạn, gần 1/3 số vi phạm quy định về giao thông tại huyện Tân Yên trong 9 tháng qua được phát hiện trên tuyến quốc lộ 17 qua địa bàn. Nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông, Công an huyện Tân Yên đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự giao thông trên tuyến đường này. Một buổi chốt chặn đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 17 qua địa bàn xã Quế Nham. Trong khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ, tổ công tác đã phát hiện xử lý 8 trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Những lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ trong khu vực đông dân cư và không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô. Vì em chạy quá tốc độ, chạy trên 50 km/h. Qua sự việc này thì thấy rất là sai khi không tuân thủ tốc độ. Tôi biết là tôi đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm vì từ nhà ra đoạn đường là rất ngắn. Tôi rút kinh nghiệm lần sau tôi sẽ chấp hành luật an toàn giao thông đầy đủ. Trong 9 tháng qua tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an huyện Tân Yên đã phát hiện xử lý gần 1.900 trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Trong đó có đến 600 trường hợp vi phạm được phát hiện xử lý trên tuyến quốc lộ 17. Với những lỗi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ và chở hàng quá khổ quá tải. Trong cái thời điểm hiện tại thì cái cơ bản là cái giãn cách nới lỏng về cái giãn cách xã hội thì cho nên là các cái lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thì với mật độ là ngày càng gia tăng. Thì chính vì vậy mà lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tân Yên đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, thường xuyên bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tập trung các cái tuyến đường chính như quốc lộ 17 tập trung kiểm soát là trong một ngày là 2 ca để làm sao đấy là tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát, giảm cái vi phạm tai nạn dẫn đến tai nạn giao thông. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 17 được tăng cường thực hiện sẽ góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Tân Yên. Bởi đây là một trong những tuyến đường giao thông chính qua địa bàn huyện, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này khá lớn.